Hai mẹ con của Châu cùng toàn thể gia đình xin gửi đến đội ngũ của các bác sĩ, y tá, các nhân viên y tế lời cảm tạ chân thành nhất. Cầu xin ơn trên luôn che chở ban bình an và sức khỏe đến cho quý vị cũng như gia đình vì hành động cao đẹp của quý vị rất đáng được trân trọng. God bless you. We love you all. Thank you. Thank you. God bless you all. Thank you. We love you. Thank you.